Xin chào các bạn, hôm nay Thành sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng ba cái bút để chúng ta so sánh sự khác biệt giữa nước ion kiềm dầu hydrogen và các nước khác. Vậy nếu mà chúng ta đến nhà khách hàng thì chúng ta vui lòng chúng ta phải mang đi những cái gì, chuẩn bị những cái gì? Đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị đầu tiên là ba cái bút. Một là bút đo hydrogen, hai là bút đo TDS, ba là bút đo chỉ số ORP. Cái tiếp theo thì chúng ta lên mang theo một chai rượu ha, cái đây là rượu Thành để trong cái chai này. Số 2 là nếu mà đến nhà khách hàng thì chúng ta phải mang theo cái nước ion kiềm 4. Thì cái máy lọc nước ion kiềm Gallup Plus của chúng ta là tạo ra 9 loại nước, là 4 loại nước ion kiềm, 1 loại nước trung tính và 4 loại nước axit. Không, chúng ta lên mang kiềm 4 đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một cốc nước lọc. Được không? Vậy bây giờ Thành chúng ta chú ý dùng Thành cái nhá. Ở đây có một cái chú ý như sau. Khi chúng ta làm demo, chúng ta chuẩn bị, thứ nhất chúng ta phải chuẩn bị ba cái ly, ba cái bút này, ba cái ly, một cốc, một chai ion kiềm 4, một chai rượu, một chai nước lọc. Còn đúng ra chúng ta có thể chuẩn bị thêm một chai nước ngọt, hay một chai nước ngọt nữa là 4, nhưng mà ở đây thì Thành tiện để Thành chuẩn bị ba cái. Vậy là chúng ta chuẩn bị ba cái ly này, ba loại nước này, ba cái bút. Và chú ý nếu khách hàng đến nhà chúng ta thì chúng ta chú ý khi lấy nước ion kiềm để demo từ cái máy lọc nước nào cũng được, hay là máy water bottle của chúng ta, chúng ta phải lấy thật là chậm nha, càng chậm. Và chúng ta đừng lấy khi mở máy cái nước nó chảy ra là ta đừng lấy luôn nha, ta phải đợi nó nói xong, vì lúc đó là máy nó chưa kịp điện phân, cái nước mà nó tách mới ra nó chưa có. Nên có nhiều anh chị là demo nó không có đạt được hiệu quả, thì đầu tiên là ta phải chú ý lấy nước thật chậm và lấy nước đợi một tí nó chảy ra xong ta mới lấy nha, chú ý điều này ha. Và nếu chúng ta mang đi thì ta phải lấy kiểm 4, ta phải bảo quản trong cái bình thật là kín nha, không có được trực tiếp ánh nắng ánh sáng thì chất lượng nước nó không có giảm đi. Số 3 là chúng ta phải vệ sinh cái bút của chúng ta thường xuyên nha. Cái bút này của Thành thì Thành vừa Thành demo nhiều rồi nó chưa vệ sinh, nhưng mà chúng ta phải vệ sinh đi, được chưa? Thì đấy là những cái chuẩn bị để chúng ta chú ý này, ba cái ly này, ba loại nước này, ba loại bút, chú ý vệ sinh nước và chú ý khi lấy nước. Rồi, và bây giờ Thành hướng dẫn cho chúng ta là cái cách để chúng ta sử dụng và chúng ta làm cho khách hàng. Thì bây giờ tôi sẽ demo cho mọi người xem. Chúng ta nhớ này, chúng ta nói là demo hoặc là chúng ta gọi là chúng ta làm thực nghiệm, chứ không phải là thí nghiệm. Thí nghiệm là các nhà khoa học, các bác sĩ làm. Còn mình làm thực nghiệm hoặc gọi là demo là cho thấy sự khác biệt. Nhớ nha, từ thực nghiệm và từ thí nghiệm nó đã khác rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ba cốc nước nha, chúng ta để cái nước nào vào nước đấy nha, cốc nào vào cốc đấy. Đầu tiên Thành sẽ rót nước ion kiềm ở trong máy lọc nước nhà Thành, chúng ta rót ra vừa thôi. Hai là dùng rượu, chúng ta đổ được vừa thôi, đừng nhiều quá ha. Ba là chúng ta đổ cái nước máy nha, Thành lấy trực tiếp máy nhà Thành. Đầu tiên chúng ta sẽ đo chỉ số TDS nha, là đo chỉ số mật độ khoáng, đúng ra là các chất hữu cơ nhưng mà ta đo khoáng luôn, được không ạ? Nếu mà đúng nhất, nếu mà đo cái TDS này thì ta lên đo với nước RO hoặc là nước tinh khiết nhà khách hàng thì đúng ra cái chỉ số TDS này mới phát huy tác dụng nha. Nhưng bây giờ mình đo thử thôi nha. Ví dụ ở trong nước máy nhà Thành thì TDS nó khoảng tầm 190 ppm ha, cả nhà nhìn 190. Lúc này anh chị nhớ ấn cái nút hold này để cầm cho khách hàng xem, còn không có là dư lên thì nó sẽ bị tắt ha. Rồi mình đo cả nhà mình phải ấn nút hold của cái máy này là ở giữa nha. Là nhớ này, nút hold này là có cái máy này là ở cuối cùng luôn, đâu ạ? Rồi tiếp theo ta phải tắt đi, sau đó ta sang rượu ta thử xem là trong rượu là chỉ số TS là bao nhiêu. Trong rượu không có nhiều vật chất, nó khoảng tầm 40 ppm ha. Rồi chúng ta tiếp theo ta đo về nước ion kiềm. Ở nước ion kiềm của chúng ta là dầu hydrogen nha, nó sẽ không phải là nước tinh khiết. Nước tinh khiết cái độ ppm của nó là dưới 30, hầu như nó không có còn nhiều cái chất khoáng nữa. Nhưng mà nước khoáng và nước ion kiềm giống nhau ở một cái đặc tính là nhiều khoáng. Vậy nó là chúng ta giữ nha, 184 ppm. Trong khi đó nước đầu vào là 170. Tại sao sau khi qua cái nước ion kiềm và cái máy lọc nước ion kiềm nó lại cao hơn? Vậy đầu tiên chúng ta có qua 4 cụ lọc, loại bỏ được từ 1 đến 10 micromet, được không?
có các sợi carbon, có than hoạt tính, có alo bạc, và nó sẽ đi qua một cái lớp lọc tinh ở trong máy lọc nước ion kiềm của chúng ta nữa, gồm 6 tầng lọc, loại bỏ những cái vật chất nó nhỏ, được không ạ? Từ 0,1 đến 1 micromet. Vậy nó sẽ loại bỏ được các kim loại nặng, các đất, các reset, và giữ, và thậm chí qua cái nói á, nó còn bù thêm khoáng. Vậy là sau khi qua máy lọc nước ion kiềm do hydrogen water block của chúng ta, nó sẽ loại bỏ được tạp chất kim loại nặng, vật chất nơ nứng, reset, và nó tăng thêm khoáng dầu, canxi, magie, natri, kali. Được chưa? Nên mà khi ta đo thêm một cái máy NRO nữa thì nó khoảng tầm 30 ppm thôi. Và đặc tính đầu tiên của chúng ta là dầu khoáng chất. Chúng ta sử dụng cái bút đo TDS. Số 2 là ta chỉ đo chỉ số ORP. ORP là càng âm là càng tốt. Được không? Đầu tiên chúng ta sẽ thử với nước máy nhà thành trước. Thì nước máy chúng ta chưa đo, chúng ta đã biết nó dao động từ 150 đến 200 mV nha. Đơn vị của TDS là ppm, của EAC là độ dẫn điện đấy là microS trên cm. Đơn vị của ORP là mV, càng âm chứng tỏ cái nước đó càng có khả năng chống oxy hóa, giúp chúng ta đẹp da, loại bỏ gốc tự do, giảm stress và phòng ngừa ung thư. Vậy nước máy của chúng ta giữ nha. Hầu nó là 167 mV. Rồi ta tắt đi. Ta đúng là ta phải vẩy sạch, ta phải lau sạch nha. Chúng ta sang cái rượu. Rượu chúng ta không đo, chúng ta cũng biết nó phải trên 200 mV. Và có những cái loại rượu mà nó nặng cả nhà, nó có thể đến 300 đến 350 mV. Anh chị không đo anh chị cũng biết được rồi. Rồi, chúng ta ấn nút hầu. Rượu có chỉ số ORP là 316 mV, gần gấp đôi, được không? Xong ta vẩy sạch đi. Sau đó chúng ta sẽ sang cái nước ion kiềm Thành đang uống từ sáng đến giờ. Chắc chắn nó sẽ đưa về không, sau đó nó sẽ đưa về âm. Máy lọc nước càng tốt thì chỉ số ORP càng âm. Và cái máy lọc nước water blood chúng ta có thể tạo ra từ âm 500 đến âm 900 mV. Nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy. Nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào. Đúng không ạ? Số 2 là cái lưu lượng nước đầu ra. Anh chị lấy càng chậm, và tiếp theo là phụ thuộc vào cái độ chỉ số nước anh chị lấy. Cái nước kiềm 1 thì bao giờ cũng không có âm bằng kiềm 4. Và cái cuối cùng là thời gian anh chị để lâu. Ví dụ cái nước này là Thành lấy từ sáng đến giờ rồi nha, Thành để từ sáng đến giờ khoảng tầm từ 6 giờ buổi sáng mình lấy một cái bình nha. Mình lấy cái bình đây mình để ra nha. Cả nhà hình dung ra được không ạ? Nó tầm âm 363 mV ở buổi sáng Thành hay lấy cái kiềm 1. Đây là cái kiềm 1 Thành nha, là âm 363 mV. Vậy buổi sáng thử cái kiềm 1 từ máy water blood nó tầm khoảng âm 500 mV. Kiềm 4 nó đến tầm khoảng âm 800 đến âm 900 mV. Đấy chưa nha. Vậy chỉ có nước ion kiềm dầu hydrogen mới có chỉ số âm. Và nhớ càng âm càng tốt. Đây là ta thử chỉ số ORP nha. Tiếp theo là ta thử mật độ phân tử hydrogen bằng cái bút đo hydrogen. Đơn vị là ppb. Không cần đo hai anh nước lọc và rượu, ta đã biết rồi, nó không có ppb rồi. Nó không có chỉ số hydrogen. Cả nhà nhớ dùng Thành ra nha. Ta bật lên. Được không ạ? Cả nhà nhìn thấy luôn Thành ăn chưa hâu. Nè, không ppm. Bây giờ tôi tắt đi. Tôi bật lại, tôi cắm vào rượu. Đâu, tôi cắm vào rượu. Tôi ấn nút hâu, tôi giữ nó. Không ppm. Bây giờ tôi thử cắm vào cái, tôi tắt đi, tôi cắm đi, tôi cắm vào cái nước máy lọc nước kiềm water blood của chúng ta. Chúng ta lấy từ sáng đến giờ. Chắc chắn nó phải có hydrogen. Còn nếu không có hydrogen, nếu chúng ta đang dùng cái máy lọc nước này, chúng ta phải xem cái cách lắp nước hoặc nước đầu vào, hoặc là cái nước này là để lâu chưa, hay lấy trực tiếp nha, hay chúng ta có lắp sai cái gì không nha. Còn đúng ra theo nhà sản xuất thì cái máy lọc nước water blood của chúng ta nó dao động từ 1000 đến 1700 ppb. Nó cũng giống như ORP, nó phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào, lưu lượng nước đầu ra và cái chỉ số nước chúng ta lấy ra, được không ạ? Vậy sau khi xong rồi thì chúng ta ấn rút giữ hầu. Kiềm 1 mà nó lên được 1614 mV. Vậy một cái máy lọc nước 40 triệu sau gần 5 năm Thành dùng ở cấp độ kiềm 1 có thể bằng cái máy lọc nước 120, 130 rồi đến 100 triệu. Được chưa nhà? Vậy chúng ta đã so sánh được sự khác biệt. Vậy đầu tiên nước ion kiềm dầu hydrogen của chúng ta có nhiều khoáng chất, chỉ số ORP rất âm,
và có nhiều hydrogen, khác biệt hơn so với rượu là chỉ số chống oxy hóa không có, và là còn chỉ số gây oxy hóa còn cao hơn rất là nhiều so với nước lọc. Thấy chưa nhà? Thì đây là Thành đang so sánh ha. Thì cả nhà đến nhà khách hàng, chúng ta hãy chuẩn bị cốc, chuẩn bị rượu, chuẩn bị nước lọc, thậm chí là thêm nước RO nhà người ta, hoặc là thêm nước ngọt và bút nha. Chú ý lượng nước đầu vào và vệ sinh bút thôi. Và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.